Mời các bạn trở lại với ngày cuối tuần của khu công nghệ Cao Hòa Lạc nhé. Khu công nghệ Cao Hòa Lạc, ngày cuối tuần. Thực sự là rất đông vui, nhưng mà sau những ngày như này thì sẽ có rất nhiều những cái bãi rác có thể hiện ra. Tất cả mọi người trong khu vực Hòa Lạc, Sơn Tây, rất nhiều nơi có thể họ sẽ tập trung về tất cả về đây. Đấy, đây là một cái view hồ rất là đẹp, thoáng. Đấy, con người về đây cuối tuần về đây rất là nhiều người dọc theo hồ, xung quanh cả bên kia đó các bạn ạ. Đấy, tất cả vòng quanh bờ hồ này là sẽ có tất cả người, mỗi người sẽ chọn cho mình một địa điểm check in. Đây, gái rất là xinh. Rất là đông vui cuối tuần, nhất là những ngày nghỉ lễ. Có thể nói là những cái nhà chung cư cao tầng rất đẹp. Đấy, ô tô xe lại các thành phần đủ các thể loại luôn. Và cũng lâu lắm rồi, năm nay cũng là một năm mà nước hồ lại cạn như này, chục năm rồi. Đấy. Vâng, rất là đông vui các bạn ạ. Đấy, cái công việc cái trong vàng còn đi tắm biển. Dạo quanh Tân Xã một vòng, các bạn sẽ thấy được rằng là sự náo nhiệt của một cái khu đô thị đang trên đà phát triển, thực sự là phát triển một cách rất là... Đây là những cái dấu hiệu tích cực cho các bạn tiếp tục về, các nhà đầu tư về cái khu vực Hòa Lạc, đặc biệt là Tân Xã. Có thể nói là với một cái môi trường phát triển rầm rộ mà lại trong lành, không như ở những cái khu vực khác có thể phát triển nhưng nó sẽ ô nhiễm, nhưng khu vực Tân Xã thì rất là trong lành, không khí phát triển thoáng mát. Đây, có thể nói là rất là tuyệt vời. Đấy, vâng. Đồng vui và phát triển. Thực sự là đấy, là bây giờ mới có 4-5 giờ chiều và mọi người sẽ tụ tập ở đây đến hết 12 giờ đêm gì đấy, thậm chí có những nơi offline đến tận sáng sau họ cắm trại ở đây luôn. Rất là đông vui các bạn ạ. Cuối tuần của Hòa Lạc thì đây, cả hai bên đường này có thể nói rất là đông vui và nhộn nhịp. Để mà review được cho các bạn được biết thì cuối tuần thì có lẽ là đi sẽ mất rất nhiều thời gian. Đấy. Dọc theo những con đường ven hồ thì chảy dài bóng mát. Đấy, hai bên đường mọi người rất là đông vui. Đấy. Tập theo những cái bờ hồ ven đường thì có thể nói rằng là sự nhộn nhịp sầm uất, đông vui rất là tuyệt vời. Mọi người có thể về đây tham quan, chụp ảnh, check in, rất là đẹp.
Đấy, nhiều khi các tình yêu cũng bắt đầu từ đây các bạn ạ. Đấy, tắc rồi, tắc đường rồi. Đông quá, đông vui quá. Có phải sao con biết chỗ này là cầu đỏ? Đông vui, thực sự là rất là đông vui và mát, không khí thì mát mà thời tiết thì rất là đẹp, hồ nước thì trong xanh trong lành. Có lẽ là những mùa hè trở lại thì không khí nơi đây càng đẹp hơn. Rất là đông vui các bạn ạ. Đấy, những người thực sự là có rất nhiều người đến từ khắp nơi trong khu vực dân xã. Trẻ em thì có những chỗ thả diều, có những chỗ vui chơi thoải mái, chạy nô đùa mà không lo vấn đề gì. Đấy. Rất là đẹp. Có thể nói là khu vực Mỹ Đình ngày xưa cũng vậy, cách đây 10 năm cũng đang phát triển cỡ này. Rất là đông vui. Thực sự là một vòng bờ hồ thì có lẽ là mất khoảng nửa tiếng để cho mọi người cảm nhận được cái sự nhộn nhịp và đẹp đẽ của Tân Xã hiện tại. Tất cả các cái món ăn dân gian đều xuất phát từ đây, rất đẹp. Đấy. Mon cầm mũ chưa? Anh Nguyên cầm mũ này. Mọi người từ giờ đến tối sẽ còn đổ về con đường Tân Xã này rất là nhiều các bạn ạ. Vâng, và đây là cây cầu đỏ mà rất là nổi tiếng. Và rất nhiều chuyên gia về đây để săn ảnh. Đây là cây cầu đỏ của Tân Xã thuộc khu công nghệ cao Hòa Lạc nhé. Đây là các cái dịch vụ vui chơi giải trí. Toàn nhà xuất hiện ngày mới đông tại điểm bàn Tân Xã. Sự là rất là đông vui và nhộn nhịp. Những con đường thì mọi người về đây chụp mùa hoa ban nở và tập thể dục vào cuối buổi chiều. Rất là mát mẻ. Cung đường bên này thì để dành cho những cái không gian riêng của mọi người. Mọi người có thể vào đây sang bên này để chụp ảnh hoặc check in với những khoảng riêng tư. Ví dụ như đôi này chẳng hạn, đấy, một đôi rất là riêng tư, họ có thể là ngồi riêng một chỗ. Đấy, rất là thoáng mát. Hôm nay
này là ngày cuối tuần.